cô ta thường rất là hay nhắc tới ở anh đó mặc đồ đẹp này kia. Yeah. Đó thì tôi rất là thắc mắc. Rồi một điểm nữa là cái khăn của cổ á, cổ không bao giờ cho tôi xài, nhưng mà khi một lần cái ngày mà ngày tới ngày đám cưới á, thì ổng có ghé đó. Yeah. Với mẹ vợ tôi thì vợ tôi lại đưa cho ổng xài. Chồng nghi ngờ vợ không chung thủy chỉ vì lời nói thoáng qua. Thì đến giờ được năm. Yeah. Thì vốn là trước khi quen với bà xã, thì cái ngày đầu tiên mà bà xã đến để gặp á, thì tại vì quen qua điện thoại thì nói chuyện cũng lâu, cả một năm. Mà khi để hẹn hò gặp nhau á, thì là thì bà xã có một hàng của ông rể của bà, của bà đó. Ông anh rể này thì ông đã có một đời vợ ông bỏ rồi, sao ông mới lấy chị của vợ. Thì ông anh rể này với cô vợ tôi á, thì rất là thân. Yeah. Thân từ lúc mà chưa có lấy chị của cô ta rồi. Thấy không? Chứ nếu mà đi đâu cần chuyện gì, ông sẵn sàng trở liền. Đi xa cách mấy nếu cần ông cũng chở. Yeah. Thì lần sau gặp lại á, thì bà xã cũng đi từ xe từ trên đó lên, thì tôi ghé xuống chỗ ở của tôi á, thì là lúc 2 giờ. Nhưng mà sáng sớm ra thì anh đã điện, thì chị ta nói là xe thì tới trưa á, thì chị ta mới điện kêu ảnh lại rước. Anh chàng ta mới tới rước thì rất là có bộ dạng rất là giận dữ, giận dỗi dữ lắm. Nhưng lúc đó tôi cũng không có một biểu hiện gì, vì là họ mới là người tình của mình, đâu đã là người yêu đâu mà cũng mất. Thì tôi cũng có 1, 2, 3 nét mặt vậy. Thì anh nói là không có nón bảo hiểm, thì tôi mới cho mượn nón bảo hiểm. Thì về tới đi trên đường á, thì tôi thấy con bộ tình tôi theo cái lời đoán của tôi đó mà. Yeah. Thì tôi thấy cái điện thoại thì vợ tôi hiện giờ là không có tắt máy, không. Yeah. Để không có mở máy. Thì về tới nhà mãi tới 9 giờ đêm á, cô ta mới mở máy, tôi mới điện được. Điện được thì qua hôm sau thì cổ có kể lại câu chuyện, đã đi trên đường như vậy. Thì cổ có nói rằng đó là cổ rất là tức. Rồi anh chàng ta xin lỗi là anh, do anh nói là anh đang có tí rượu cho nên anh mới bậy cái điện thoại. Thì vợ tôi hiện giờ là không có tắt máy, không. Yeah. Để không có mở máy. Thì về tới nhà mãi tới 9 giờ đêm á, cô ta mới mở máy, tôi mới điện được. Điện được thì qua hôm sau thì cổ có kể lại câu chuyện, đã đi trên đường như vậy. Thì cổ có nói rằng đó là cổ rất là tức. Rồi anh chàng ta xin lỗi là anh, do anh nói là anh đang có tí rượu cho nên anh mới bậy. Thêm một lần nữa là anh có nhắn tin để nói bé ơi đi ăn sáng với anh. Yeah. Và tôi nói là từ đó đi là không có một lần nào đi ăn nữa. Thì khoảng 3 tháng sau thì vợ tôi với vợ tôi mới tổ chức cưới. Yeah. Có một lần đó là trong thời gian nói chuyện thì nói chuyện vợ chồng với nhau thì cô ta thường rất là hay nhắc tới anh đó mặc đồ đẹp này kia. Yeah. Đó thì tôi rất là thắc mắc. Rồi một điểm nữa là cái khăn của cổ á, cổ không bao giờ cho tôi xài, nhưng mà khi một lần cái ngày mà ngày tới ngày đám cưới thì ổng có ghé đó. Yeah. Với mẹ vợ tôi thì vợ tôi lại đưa. Cái chuyện tình cảm trước khi đó với ông anh rể với vợ tôi là có cái gì hay không? À. Sao lại? Cái ngày đám cưới con mà tổ chức trên này đó con. Yeah. Anh rể á, ông có lại ông gửi vô lỗ tai con á. Ông nói là nếu không có cái gì thì chúc hai em hạnh phúc. Anh sẽ gọi em là sư phụ. À. Thật ra thì con cũng rất là lấn cấn gì cái câu. Khi mà nói với con thì vợ con có biết không? Vợ con cũng đi sát lên con mà không biết. Yeah. Thì sau khi ấm cưới về con mới nói lại, tại vì con nghĩ là người vui thì mình không nên nổi nóng. Yeah. Rất là bình thường, nhưng mà sau này về thì con mới lại rất là bận tâm. Yeah. Thì khi con có nói chuyện này với vợ con thì vợ con có nói điều gì với con không? Có chia sẻ thêm? À, vợ con không chia sẻ gì hết, mà vợ con chỉ nói rằng là nói gì thì có sao đâu. Nhưng cái quan trọng là từ ngày cưới tới giờ đó, thì yeah, vợ chồng con có cái cơ hội để mà gặp gỡ cái người anh trẻ này không? Con như con thì không có cơ hội gặp, nhưng mà vợ con có về dưới quê thì không biết có gặp không thì con không biết. Dạ, chưa bây giờ là chồng, cái người anh rể đó là đang sống ở đâu ạ? Cái người anh rể thì hiện giờ đang sống ở khu vực Đồng Nai ấy con. Dạ, mà bao lâu thì vợ con về lần? À, thì ít khi vợ con thì ít khi về lắm, thì con tắt việc về lúc 2 lần thôi. Dạ, thường thường là về là con có đưa vợ con về hay là vợ con về một mình? Vợ con về một mình không? Cho tới lúc này thì vợ con có biểu hiện gì để cho con nghi ngờ vào lòng trung thủy của vợ con không? Dạ chưa cô ạ. Quan trọng ở đây là con lấn cấn là không biết trước đó là vợ con với cái người anh rể này có cái mối quan hệ nó thân mật cỡ nào đúng không ạ? Dạ.
Theo con thì trước khi con quyết định cưới vợ con có đặt vấn đề này ra không? Trước khi con cưới vợ con á, thì cái sự thân mật của anh rể này á, là con đã không biết gì. Dạ. Con mới tìm hiểu, con mới biết. Dạ. Tức là khi mà cưới về rồi mới biết, đúng không con? Dạ. Không. Theo con đó, con là người nói qua thì cô thấy con là người hiểu biết. Vậy dạ. Cô hỏi con là cái gì là quan trọng trong đời sống hôn nhân? Cái hiện tại và tương lai là quan trọng hay là cái quá khứ quan trọng con ha? Theo con á. Con hôm nếu mà cô mai hỏi thì con cũng cho con được nói thêm một câu nữa. Dạ. Nếu hôm nay nếu mà cô mai đặt câu hỏi này thì nó rất là hợp với cái suy nghĩ của con. Theo con suy nghĩ thì hiện tại lúc nào nó cũng là một cái giá trị rất tốt. Dạ. Nhưng mà hiện tại mà nó còn có một cái sự lấn cấn của quá khứ trong đó thì làm hiện tại nó mất. Nó không bình yên đúng không con? Mình cảm thấy không bình yên. Thằng này đó để cô có thể nói với con điều gì? Một đó là trước khi mà con lấy vợ con đó là thuộc về quá khứ. Dạ. Đôi khi đó mình hơi lấn cấn chút, mình nghĩ lại chút thôi. Nhưng mà từ ngày con lấy vợ con tới giờ năm rồi. Rồi dạ. Bây giờ đó vợ con cũng phải là hay đi về phía bên ngoại để mà gặp gỡ hoặc có một cái gì. Bởi vì con biết đấy mình ở tỉnh thì nó phóng khoáng hơn. Chứ về nông thôn, về tỉnh đó, nó cũng không phải là nó giống như đời sống ở thành phố. Dạ. Hơn nữa thì ở dưới đó là quê vợ con chứ không phải là quê của cái anh rể này. Cho nên đó, nếu như mà cô thấy là thỉnh thoảng mà nó có cái điều gì điều kia mà nó vẫn chưa yên tâm đó con. Yeah. Thì con có thể, bây giờ thì vợ con bụng càng ngày càng lớn, chắc là đi lại nó hơi khó khăn rồi đó. Yeah. Nhưng mà nếu như sau này mà có về thì chắc là ẵm con về, rồi con lại đưa vợ con về. Thì có gặp anh em cũng vui vẻ cả thôi. Bởi vì trong thực tế thì mình chỉ có thể kết luận một cái điều gì đó khi mà mình có, nó có sách, nó có chứng hay con ha. Yeah. Còn những cái mà mình cảm nhận được đó con, mình yeah. cảm nhận đó, thì mình chưa thể kết luận. Ví dụ, cô nói một cái điều mà con có đưa dẫn chứng đó. Dạ. Cái khăn mà vợ con không đưa con trai mà ông anh rể ông xuống ấy, thì vợ con đưa. Thì có dạ. khi á, nếu mà mình nhìn theo cái góc độ tiêu cực á, mình thấy trời chắc có gì đây. Nhưng dạ. nếu mà mình nhìn theo góc độ tích cực thì nói là vợ con có thể là giống như là khách thì quý. Thành ra là như vậy thôi chứ cũng chẳng có một cái gì. Bởi vì nếu mà xài cái khăn để mà kết luận đó là có tình ý gì thì nó chưa có thỏa đáng. Hay con ha? Cho nên là cái điều đó nó không khéo. À, vợ con làm cái điều đó với con không khéo. Nhưng nó dạ. là tội thì nó không phải là cái tội. Con có đồng ý vậy không? Nhưng mà cô cho con nói một câu. Yeah. Tại vì vợ con nói là vợ con không ưa ông nữa. Yeah. Tại sao trong lúc nói chuyện bình thường với con vẫn nhắc tới ông quần áo, ông đẹp, ông yeah. mặt này kia là ý con muốn hỏi là tâm lý người phụ nữ tại sao miệng thì nó không yên vẫn nhắc tới người đó là ý người sao cô? Cô nghĩ là cái chuyện nói yêu ở đây thì nó hơi mạnh, nó hơi chưa có hợp lý đâu. Dạ, dạ. Có thể là có một cái tình cảm, có một cái sự ngưỡng mộ bởi vì ông anh này ông lớn tuổi rồi. Dạ. Thay vì con nói rằng là tại sao mà lại cứ đề cập tới cái chuyện ông ăn mặc này khác thì sao con không nghĩ rằng là mình thử kiểm tra mình xem coi mình có bản lĩnh hơn không, ăn mặc có đẹp hơn không. Đó là cái cách nghĩ mà làm cho mình trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn và làm cho vợ mình nể phục hơn. Thay vì mình lại nghĩ là tại sao lại khen ông vậy, đúng không? Mặc dù vợ con khen ông anh về thì không có hay, không khéo. Đúng không nào? Giống như bây giờ cô nói là con khen trước mặt vợ con mà con khen người phụ nữ khác, có bộ là con không hay à? Đúng không ạ? Nhưng mà nói tội thì có tội không? Không có tội. Cho nên thực sự đó, cô nói với con là nếu như thời gian nó không còn nữa, cô chỉ nói với con điều này. Con đồng ý với cô hiện tại ta không nhắc lại nữa. Cái quan trọng là quá khứ ta không nhắc lại nữa. Hiện tại nó mới là cái quan trọng và tương lai nó mới là thuộc về của hai vợ chồng con. Tốt nhất là lúc này con nên chăm sóc vợ con cho thật tốt, để cho vợ con khỏe mạnh về tinh thần lẫn vật chất, thanh thản được sống trong tình yêu của con một cách trong trẻo, để vợ con có thể sinh nở vợ mẹ trong con vuông. Còn mọi chuyện nó diễn ra như thế nào đó, thì cô nói với con á, mình không thể kết luận được khi mình chưa đủ bằng chứng. Con có đồng ý như vậy không? Và một trong những cái biểu hiện mà con cứ bị thỉnh thoảng nó làm cho con khó chịu đó, thì con có nghĩ rằng con không có đủ tự tin không? Con thấy một cái mà một ông rể dám phát bạo mà nói ra câu đó thì tôi nghĩ khi người ta nghĩ gì mà người ta dám nói ra với người em vợ mình câu đó. cô chỉ nói với con điều này. Câu nói đó cũng là một câu nói nó không rõ ràng. Đúng không con? Có thể suy diễn bằng nhiều cách khác nhau.
không, cái câu nói lúc trước cưới vợ con á, con cưới là ẩm đòi hỏi ăn ở với vợ con. Cô nói với con điều này, nếu thực sự đó, một người anh rể mà dám nói với người em vợ như vậy, dù là nói đùa cũng không ai chấp nhận được, đúng không ta? Dạ, đúng. Về luân thường đạo lý không ai chấp nhận chuyện đó, cho nên con yên tâm đi. Nếu như mà ông nói thì cái chuyện đó mình không có biết. Nếu như mà chừng nào vợ con và ông ấy có thực sự có quan hệ với nhau như vậy thì lúc đó mình mới kết tội người ta được. Còn lúc này đó chỉ là một câu nói thì mình nghe và mình cũng hơi chột dạ chút. Nhưng mà mình phải căn cứ vào cái thực tế là con nói là vợ con. Con thì con hơi cứng đầu cái chỗ này. Con nghĩ khi con muốn nói ai, con muốn đòi hỏi ai một điều gì là con phải đánh giá được họ hết 80% con mới dám nói. Mà ông già tuổi hơn con cả mười mấy tuổi thì con nghĩ bây giờ cô nói điều này ha, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau. Dạ. Cho nên mình không thể lấy cái suy nghĩ của mình áp đặt với họ. Chỉ cái quan trọng là bây giờ là vợ con yêu con và con yêu vợ con. Đó là một thực tế. Còn nếu như mà con chưa có tin cậy lắm vào cái phẩm hạnh của vợ con á, thì con có quyền nói chuyện với vợ con. Chỉ có điều là nãy giờ cô đang trao đổi với con thì cô thấy là gì? Một là vợ chồng con đang ở với nhau hạnh phúc êm đềm, không có vấn đề gì hết. Chỉ có điều là thỉnh thoảng trong tâm tư mình nó cứ nhen nhúng lên một chút cái gì đó nghi ngờ. Mà thực sự con gọi tên nó thì nó không thỏa đáng. Vì con chẳng thấy vợ con có gì cả. Đúng không nào? Và con quyết định con chọn vợ con mà không chọn người khác là bởi vì con yêu vợ con. Còn vợ con cho hiện tại cho đến lúc này vợ con không phạm tội gì cả. Thì vấn đề còn lại ở đây cô nói con đứng giận. Cái người mà cần phải xem xét lại và phải sửa đổi là con. Còn nếu như mà vợ tiếp tục á, vợ con tiếp tục có gì sai trái, lúc đó con trao đổi lại với cô. Thì lúc đó ta mới bàn tiếp là ta nên như thế nào, ta phải giải quyết thế nào. Còn hiện giờ vợ con đang bụng mang dạ chửa, chẳng có làm cái điều gì để cho con kết tội là vợ con làm gì đó. Thế thì cô nói lại, yêu vợ, vợ yêu mình, và hãy tự tin và chứng tỏ bản lĩnh đàn ông là gì, sống xứng đáng với tình yêu của vợ mình, thay vì mình cứ bị băn khoăn, bị tác động bởi những cái câu mà vợ mình nói có một lần thôi, và ông ăn mặc thế này thế kia, thì thay vì ông anh này thì ông có thể so sánh với một người đàn ông khác là cái ông này ông mặc cái đồ này hay quá anh ha, ông mặc đẹp ghê ha, ví dụ như vậy. Cho nên cô mới nói với con đó, nếu chỉ dựa vào một câu nói để mình kết luận thì nó không thỏa đáng. Và cô mong rằng con suy nghĩ những điều cô đang gợi ý với con đó, là hiện giờ con chưa thể kết luận vợ con có cái gì sai trái ở đây, mà điều quan trọng là con hãy tháo bỏ, gỡ bỏ tất cả những gì con đang suy nghĩ để con có thể có một cuộc sống bình yên, chuẩn bị tinh thần để đón đứa con chào đời cho nó tốt đẹp. Đó là câu chúc của cô, bởi vì thời gian nó không còn nữa.